Đây là một tập đoàn tội phạm do lính đặc chủng thành lập nên bọn họ không những trang bị đầy đủ vũ khí mà ai nấy cũng có tuyệt kỹ hơn người. Lúc này bọn họ đang nhắm đến một mỏ khai thác do xã hội đen nắm quyền, sau đó thông qua flycam quan sát tình hình canh giữ của mục tiêu. Khi có được tọa độ của lính canh, bọn họ đội mũ trùm ngay lập tức hành động, hùng hổ xông về phía mỏ khai thác, bắn cho đám tép diêu sợ xanh mặt. Số vũ khí của họ lấn át đối phương, hỏa lực lớn nhanh chóng càn quét vật chắn, đi vào mỏ khai thác, bọn họ xử lý gọn lẹ đám xã hội đen còn lại. Nhưng vào lúc này, bang phái xã hội đen trốn trong xe bỗng xông ra đánh lén, kết quả vẫn bị bọn họ bắn nát người. Xử lý xong xuôi, bọn họ chở xe tải đầy chiến lợi phẩm quay về, quá trình thực hiện chưa đến 5 phút. Quay về căn cứ, bọn họ sử dụng máy dò vàng tìm được loại đá đặc biệt, sau đó vác búa đập nát chúng, bên trong là thỏi vàng có giá trị vô cùng lớn. Khi đá bị đập gần hết, trên bàn chất đầy thỏi vàng lấp lánh. Chia vàng xong, Mehi quay về nhà bỏ số vàng vào trong kho chiến lợi phẩm của mình. Hàng ở đây cả nhà ông có tiêu 8 đời cũng không hết. Tối hôm đó bọn họ đưa theo vợ con đến nhà hàng ăn mừng, nhưng Mehi không ngờ có một đồng đội xin rút khỏi đội, có lẽ tuổi đã già. Hôm nay lúc đạn bay qua, ông lại thấy sợ, đồng đội còn khuyên Mehi hãy rửa tay gác kiếm. Dù gì số tiền hiện giờ đã đủ cho cuộc sống của gia đình ông, không cần phải sống những ngày tháng chém chém giết giết vậy nữa. Mehi nghe xong có chút lay động, nhưng ông thật sự sẽ rửa tay gác kiếm sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào rồi, năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Hôm sau em gái ông Nora tìm tới ông, Nora hỏi ông rốt cuộc đã làm gì. Thì ra lúc nãy có người xông vào nhà cô, không những tát cô mà còn bắt con gái cô đi. Nora biết Mehi bây giờ đang làm chuyện xấu, chuyện này có khả năng là kẻ thù của ông gây ra, liền đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Mehi. Nhưng đội của ông chưa từng thất bại, không thể có người biết được thân phận của họ. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì? Mehi chuẩn bị rửa tay gác kiếm vì em gái mà từ bỏ suy nghĩ này, không hay biết kể từ đó ông đã bị cuốn vào rắc rối lớn hơn. Quay về lúc đầu, một cô gái ăn mặc gợi cảm gõ phòng khách sạn. Người mở cửa là một ông già da bọc xương. Ông ta nhìn ngó cô gái một hồi rồi cho cô đi vào trong. Vừa đi vào, cô gái đã còng tay ông ta lại. Ông già còn tưởng cô gái có chiêu gì đó hay hay. Nhưng ngay sau đó, cô gái lại mở cửa, khiến ông già ngơ ngác. Thì ra là chiêu mỹ nhân lừa tiền, đồng bọn lục tìm đồ có giá trị trong phòng. Khi đồng bọn xách túi đen dưới đất, tụi mày đụng vào cái túi đó là chết chắc. Còn dám uy hiếp cướp, đồng bọn bóp cò, tính sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục lại rất lớn. Lúc hai người ra ngoài kiểm tra chiến lợi phẩm thì ngơ ngác, trong túi toàn là mai thúy. Vốn chỉ định kiếm chút tiền tiêu vặt, nào ngờ lại gây ra chuyện lớn. Bây giờ trả lại không được hay cho lắm. Hai người đâm lao theo lao đưa số hàng này về căn cứ. Nhưng đám lưu manh cũng không biết phải làm sao. Người có nhiều mai thúy như vậy nhất định không dễ chọc vào. Một khi bị phát hiện chỉ có đường chết. Nhưng nếu bán được số mai thúy này thì giàu dụ, cuối cùng thiểu số nghe theo đa số. Bọn họ quyết định bán số hàng này. Cùng lúc này, ông già bị gái cướp đồ liền tìm tới căn cứ sản xuất mai thúy, biết được hàng của mình bị cướp, ông trùm Saber bắt ông già tìm lại số hàng đó bằng bất cứ giá nào. Ở bên này, dưới sự hướng dẫn của người giới thiệu, Modi gặp được bên mua hết số hàng này, nào ngờ đối phương nhìn mặt Modi non trẻ, liền nảy ra ý định xấu. Cứ như vậy, Modi không những bị đập một trận mà hàng cũng bị bọn chúng cướp sạch, Lana còn cãi nhau với cậu ta. Nhưng lúc hai người cãi nhau, nữ chính Shanes đang ở nhà cho mèo ăn thì bỗng có hai tên lưu manh xông vào. Mẹ cô vội đi tới ngăn cản thì bị ăn tát. Trước khi đi còn nói với cô muốn con gái cô sống sót quay về thì giao hàng đã cướp ra đây. Để cứu con gái, Nora lập tức đi tìm anh trai Mehi để điều tra chân tướng cứu cháu gái quay về. Ông vào phòng Shanes tìm manh mối. Nhưng vào lúc này, ông nhanh nhạy phát hiện có người đang theo dõi nhà Nora. Shanes bị bắt cóc nhất định có liên quan tới bọn họ. Thế là Mehi đi về phía xe Audi. Cho ăn vài đấm, chủ xe Audi ngơ ngác. Sau đó Mehi kéo ông ta vào trong nhà và tìm được thẻ bảo hiểm của Shanes trên người. Xem ra cháu gái mất tích nhất định liên quan tới ông ta. Sau một hồi ép hỏi không tìm được gì, Mehi áp dụng hình thức tra tấn cực đoan nhất. Ông lấy một bình sữa rồi bịt khăn lên mặt đối phương, đổ sữa lên trên. Cảm giác nghẹt thở khiến đối phương dãy giụa. Sau khi đổ hết một bình, đối phương cũng chịu không nổi mới nói ra mọi chuyện. Thì ra Shanes và bạn thân cô là Liana có đi lừa tình. Bọn họ lấy đi túi sách có 10 cân mai thúy nên băng đảng mới bắt cóc Shanes. Nhưng do hàng ở trong tay Liana nên đã bắt Shanes để tìm cách liên lạc với Liana, ép đối phương lấy hàng chuộc người. Nhưng vào lúc này Saber gọi điện tới, khi biết người nghe điện thoại là cậu của cô gái trộm hàng, Saber lập tức nổi giận, hắn cho Mehi thời gian một ngày, thả thuộc hạ của mình ra và giao nộp số hàng, không thì đợi dọn xác của cháu gái đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Vì để cứu người, Mehi chỉ đành thả tên đàn ông đó đi và cảnh cáo ông ta, nếu còn dám đến thì chết chắc. Sau đó Mehi ra điện thoại của Shanes tìm được lịch sử tin nhắn của con bé với Liana. Khi biết được vị trí của đối phương, ông đưa Nora về, dặn cô đừng quá lo lắng, ông nhất định cứu được cháu gái. Mehi vốn định rửa tay gác kiếm vì để cứu cháu gái mà tái xuất giang hồ. Ông tìm được Liana nhưng đối phương lại nói mình cũng không biết số hàng đó đang ở đâu. Mehi chỉ đành uy hiếp Liana gọi đồng bọn ra, dùng tính mạng của cô uy hiếp mới biết được tung tích của 10 cân mai thúy. Thì ra từ sau khi bọn họ trộm số mai thúy đó về thì bị Killian giật mất, bây giờ số hàng đang ở chỗ hắn. Nhưng vào lúc
Lúc này, Killian cướp được hàng quay lại giết người diệt khẩu. Đối mặt với hỏa lực áp đảo, mấy tên lưu manh vô cùng hoảng sợ. Còn Mehdi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ông khởi động xe đạp mạnh chân ga xông ra ngoài. Cách lớp cửa kính thể hiện kỹ năng bắn súng thân sâu của mình. Một khẩu súng tiêu diệt được mấy tên nhãi nhép, sau đó đạp mạnh chân ga rời khỏi đây. Hàng loạt thao tác khiến Killian ngơ ngác. Dưới sự chỉ đường của Lianna, Mehdi đến địa bàn của Killian. Không gì ngăn cản được ông, Mehdi uy hiếp vợ con Killian, thuận lợi lấy lại được 10 cân mai thúy đó. Ông chụp ảnh cho Saber sau khi xác nhận không có gì sai sót, hai người đang định rời đi thì bị đám người khi lườn chặn đường. Lần này gai to rồi. Mehdi nhìn thấy đứa trẻ khi cửa chậm mở ra, Mehdi đội chùm đầu ôm lấy con trai Killian, thấy con trai của đại ca trong tay kẻ địch, bọn đàn em chỉ đành hạ vũ khí, vì vậy mà ông cũng có cơ hội bỏ chạy. Hai người bế đứa bé ra ngoài đường, Killian dẫn theo người đuổi theo phía sau. Vụ nổ súng thu hút thêm nhiều tên lưu manh, trong lúc cấp bách, Mehdi cướp một con xe của bà lão rồi đưa đứa bé cho bà ấy. Nhìn đám người đuổi theo phía sau, ông đạp mạnh chân ga lao xuống bậc thang. Đám lưu manh ở gần đó chạy đến, có người dám gây sự ở địa bàn của chúng, chẳng khác gì tự tìm chỗ chết. Ông đánh lái thoát được đám người. Killian đi từ phía đối diện nổ súng, may mắn Mehdi vô cùng bình tĩnh dựa vào kỹ năng tạt đầu xe thành công thoát mạng. Dù gì chiến trường còn nguy hiểm hơn thế này, tình cảnh lúc nãy cũng chỉ như khởi động thôi. Rất nhanh ông nhận được một bức ảnh, người bị trói tính là Shinet. Ông mạo hiểm lấy lại số hàng này cũng chính là để lấy hàng đổi người. Không hay biết lần này Mehdi một đi không thể quay đầu, ông hẹn địa điểm gặp mặt. Hôm sau, Mehdi và Lianna đem hàng đến chuộc người. Nào ngờ đối phương dở chứng lấy được hàng nhưng không làm theo thỏa thuận. Thì ra Saber đánh giá cao năng lực của Mehdi, có thể lấy lại hàng ở địa bàn của Killian, sống sót quay về. Người này không hề đơn giản. Thế là Saber lấy Shanet ra uy hiếp với ông. Nói với ông 3 ngày sau sẽ có 300 cân mai thúy xuất hiện ở thành phố này. Nếu cướp lại được số hàng từ chỗ đối thủ, vậy thì hắn nhất định thực hiện lời hứa thả Shanet ra. Nhưng Saber không hề hay biết hắn phải trả cái giá đắt vì lời hứa này. Vận chuyển lượng lớn mai thúy như vậy tuyệt đối có thế lực không nhỏ, không thể nào tự làm một mình được. Thế là Mehdi gọi đồng đội trước kia. Mặc dù vụ này không có lợi lộc gì nhưng có thể kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, nghĩ thôi đã khiến tinh thần của họ sục sôi. Bọn họ quyết định giúp Mehdi một trận, nếu là một vụ lớn, vũ khí hỏa lực lớn không thể thiếu. Mehdi vô cùng hài lòng với cách làm việc của đồng đội. Cùng lúc này, Lianna cũng triệu tập đồng bọn, vài tên lưu manh cũng khá coi trọng nghĩa khí. Bọn họ biết Saber không thả người, thế là quyết định giúp Mehdi cướp 300 cân mai thúy. Nhưng Mehdi không quan tâm tới bọn họ, nhưng Lianna kiên quyết muốn giúp đỡ để dọa sợ cô. Mehdi đưa xuống bảo cô cướp xe đối diện. Lianna do dự vài giây rồi cầm lấy súng đi về phía chủ xe. Đưa chìa khóa đây. Rất rõ ràng Lianna đã vượt qua bài thử thách của Mehdi. Sau đó ông đến bến cảng quan sát tình hình, chỉ nhìn quay một lượt địa hình ở đây đã in trong não ông. Đến tối bọn họ chia ra nhiều đường, Modi đem thiết bị chuyên nghiệp đến một gia đình, thứ này có thể sao chép tín hiệu của chìa khóa xe. Cậu ta mở anten bắt đầu tìm kiếm nguồn tín hiệu, rất nhanh bắt được tín hiệu ở một góc tường, cứ như vậy mở được cửa xe chở hàng đã có. Đội còn lại khống chế người nhà tài xế xe tải để ép tài xế chuyển hướng tuyến đường. Cùng lúc này, Tony bắt được người phụ trách đứng sau nhưng đối phương không chịu khai ra. Cho dù đánh đập thế nào, hắn cũng không chịu nói ra biển số xe vận chuyển. Hôm sau, bang phái xã hội đen đang chuẩn bị hành động đột nhiên không liên lạc được người phụ trách. Ông trùm nhận ra đã có vấn đề, thế là phái đội xe xuất phát. Thấy thời gian từng phút trôi qua, người quản lý đã bị đánh cho sù bọt mép nhưng vẫn không có gì tiến triển. Đúng lúc đó, Lianna nghĩ ra một cách, cô chụp ảnh của tài xế xe tải, sau đó đóng giả người bán hàng lẻn vào nội bộ bến cảng. Rất nhanh dựa vào bức ảnh tìm được tài xế lái xe. Lianna đi về phía xe tải, sau đó rút súng khống chế tài xế. Đừng giở trò, không thì vợ ông sẽ chết, biết không? Lianna bắt ông ta xuất phát theo tuyến đường ban đầu, tài xế chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Trong nhà kho, đồng đội đã chuẩn bị xe và vũ khí có thể tiếp ứng bất cứ lúc nào. Đám người của bang phái xã hội đen thấy xe tải chở hàng xuất phát liền lập tức bám theo. Nhưng Mehdi sớm đã đoán trước, ông đạp mạnh chân ga đâm vào đít xe đối phương, mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch. Lianna ép tài xế lái vào nhà kho, Mehdi và mọi người khống chế đám xã hội đen hôn mê. Làm xong chuyện này, bọn họ cũng đi về phía nhà kho tập hợp. Ông trùm thấy xe tải đi lệch khỏi tuyến đường ban đầu, biết có chuyện chẳng lành, lập tức phái người đi tiếp ứng. Cùng lúc này, Mehdi và mọi người quay về nhà kho, bên trong chất đầy mai thúy, bọn họ lập tức chất sang xe chở hàng. 300 cân mai thúy phải chuyển một lúc lâu, và lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một đám người trang bị vũ khí xuất hiện. Dưới nòng súng chuẩn xác của đội Mehdi, nhanh chóng giải quyết hết đám lâu la trước mặt. Nhưng lúc rút lui, Modi không may trúng đạn, ông trùm thấy cảnh này thì suýt nhồi máu cơ tim. Quay về căn cứ, Mehdi gửi hình ảnh mai thúy cho Saber, hai bên hẹn địa điểm gặp mặt, một tay giao hàng, một tay giao người. Tối hôm đó, Mehdi đem hàng đến địa điểm chuộc người, một tên canh gác lục soát người họ, xác nhận hai người không mang bất cứ vũ khí nào, đối phương lại lật mặt. May mà Mehdi có chữa lại đường lui cho đồng đội mai phục một bên. Trong vài hiệp đấu súng, đám người của bang phái đều đi chầu Diêm Vương. Mehdi chạy về phía Shanet, một tên đàn em không sợ chết uy hiếp Shanet. Nhưng đối với Mehdi mà nói chỉ như múa rìu qua mắt thợ.
Bây giờ Janet đã được cứu, Mady cũng không diệt trừ hậu họa tận gốc. Ông để một người sống quay về truyền lời cho Saber. Nhưng chính vì hành động này đã khiến ông phải hối hận. Sau khi Saber lấy được hàng lại để ông bố Hassan biết được, lô hàng Mady cướp trước đó là của khách hàng hợp tác với Hassan. Ông ta bắt Saber giao nộp lô hàng đó. Nhưng 300 cân may thúy là một miếng thịt béo bở. Hassan đã thay đổi ý định. Ông ta muốn độc chiếm lô hàng này, sau đó đổ tội cho đám cướp. Như vậy vừa cứu được con trai vừa không đắc tội khách hàng hợp tác. Để đề phòng sơ suất, Hassan ra tay sát hại những người tham gia nhiệm vụ vận chuyển mai thúy. Cùng lúc này, Liana vào bệnh viện thăm Modi, nhưng cô vừa đi lấy nước, sát thủ Hassan phải tới đã có mặt ở đây. Khi Liana quay về, Modi đã trầu trời. Liana lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, cầm hộp đi về phía người phụ nữ vừa mới lướt qua. Bác sĩ lập tức cản lại, không hay biết nguy hiểm đang cận kề. Sát thủ nổ súng bắn, y tá ở hành lang cũng trúng đạn, Liana nhanh chân bỏ chạy, không còn khí thế thay Modi báo thù nữa. Thấy sát thủ ngày càng gần, đúng lúc đó Mady đến thăm Modi kịp thời có mặt, nã súng về phía sát thủ. Mady cứu được Liana nhưng ông không ngờ sát thủ đã nhắm đến nhà em gái ông. Khi hai mẹ con Nora vừa về tới nhà, Janet nhìn thấy sát thủ đứng trước cửa nhà. Sát thủ hống hách dừng xe giữa đường, gạt chân trống, rút súng ra, hàng loạt động tác vô cùng thành thục. Nhưng ngay sau đó, sát thủ ngỏm rồi. Mady cướp 300 cân mai thúy giao nộp cho Saber, kết quả bị ông bố nuốt mất, còn bắt Saber đi nơi khác lánh nạn. Để hắn mất đi thế lực ở đây, sát thủ lúc nãy là người của Hassan. Ông ta muốn diệt khẩu toàn bộ người liên quan tới vụ cướp mai thúy lần này. Saber đương nhiên không thể để ông bố nẫng tay trên được, thế là thông báo vị trí của Hassan cho cảnh sát. Thì ra Hassan là một tội phạm bị truy nã, một khi lọt lưới thì ngồi tù mọt gông, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mady ở bên này biết tin mẹ con Nora bị truy sát, ông làm hộ chiếu giả cho gia đình em gái để họ rời khỏi đây bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng vào lúc này chuyển cảnh đến người phụ nữ này, cô ta gọi điện cho Mady, nói mình có thể giúp ông giải quyết rắc rối ông đang gặp phải, thậm chí còn biết ông làm hộ chiếu giả để đưa cho gia đình Nora rời đi. Mady vô cùng tò mò về người phụ nữ này. Tối hôm đó hai người gặp nhau ở trong xe, người phụ nữ nói rằng đã giúp bọn họ loại bỏ khỏi diện tình nghi cướp mai thúy, còn nói Hassan bây giờ đã vào tù, nhưng đây không hẳn là tin tốt, vì cho dù ông ta ở trong tù vẫn có thể ra tay với Mady, đến lúc đó người thân bạn bè của ông đều không thể thoát. Mady không hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì, cô ta nói tiếp. Ngày mai là lần xét xử cuối cùng trước khi Hassan vào tù, tôi muốn anh cứu ông ta trên đường áp tải, đưa đến chỗ tôi rồi tận tay giết Hassan. Thì ra người phụ nữ thông qua điều tra phát hiện Hassan từng sát hại bố mẹ cô vào nhiều năm trước. Lần này cô ta lên kế hoạch là để báo thù mối thù năm xưa. Còn đưa trước 2 triệu tiền cọc cho Mady, sau khi hoàn thành sẽ trả nốt 8 triệu còn lại. Mặc dù kiếm được tiền nhưng ông lại bất mãn khi bị người phụ nữ nắm thóp, thế là cho cô ta một bài học nho nhỏ. Sau khi quay về, ông tập trung đồng đội lại, hành động lần này có rủi ro rất lớn, nhưng thù lao cũng vô cùng hấp dẫn, thế là mọi người quyết định làm nốt vụ này rồi nghỉ. Sau đó Mady gọi điện cho người phụ nữ, ông nói phải trả toàn bộ số tiền, không thì chấm dứt hợp tác. Hết cách, cô ta chỉ đành làm theo. Rất nhanh Mady nhận được chuyển khoản và tuyến đường sẽ áp tải đi qua. Sau khi lên kế hoạch thời gian đến hôm xét xử, tiểu đội được thành lập từ những người lính đặc chủng này, sớm đã mai phục ở con đường sẽ áp tải đi qua. Tiếng nổ vang lên, xe áp tải đâm vào bên đường, sau đó tiểu đội bắt đầu hành động. Bọn họ tiến hành bắn phá một cách chuyên nghiệp, khống chế xe áp tải. Gặp phải bọn cướp thế này, cảnh sát áp tải đành giơ tay đầu hàng. Một nhiệm vụ phối hợp ăn ý không một chút lề mề, sau đó bọn họ đưa Hassan đến bãi đỗ xe đã hẹn với chủ thuê. Mady phát hiện điều bất thường vì chủ thuê không có ở đây, gọi điện cũng không bắt máy. Nhưng vì để hoàn thành giao dịch, ông quyết định đợi thêm, nhưng chỉ đợi được một đám xã hội đen vác súng tới. Thì ra chủ thuê không định tha cho bất kỳ ai. Đối phương đã nói địa điểm giao dịch cho bang phái từng bị bọn họ cướp. Hai bên vừa gặp mặt đã xảy ra trận đấu súng ác liệt. Mady có kinh nghiệm tác chiến, nhanh chóng giải quyết được một đám lâu la. Ông không màng chiến đấu nữa vì chủ thuê đã biết nhà của Nora ở đâu. Ông buộc phải quay về cứu người, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lúc này sát thủ đã đến nhà Nora, chồng Nora bị bắn chết, hai mẹ con Nora không có sức chống trả. Cả gia đình lần lượt bị bắn chết. Liana bị bắt đi, Mady gọi điện cho Nora nhưng không ai nghe máy. Ông biết bọn họ đã gặp chuyện rồi, thế là vội gọi điện cho hai người đồng đội còn lại và bọn họ mau rời khỏi quán cà phê tập trung ở nhà mình. Vừa dứt lời, hai tên sát thủ xông vào, bọn họ lập tức đứng dậy nghênh chiến.
Qua một hồi chiến đấu ác liệt, một người đồng đội đã chết ngay tại chỗ. Mehdi quay về nhà, ông đau đớn ngồi xuống bên cạnh xác em gái. Ông thề rằng nhất định khiến hung thủ trả giá đắt. Sau đó ông đào vũ khí cất giấu nhiều năm, lần này cũng có dịp dùng đến nó. Rất nhanh Tony có mặt, ông bắt được một tên sát thủ tấn công quán cà phê để hỏi ra vị trí của ông chủ chúng. Mehdi đặt một khúc gỗ vào giữa hai chân sát thủ rồi vác búa phang xuống. Hắn ở đâu? Hắn ở nhà máy. Nơi đó là căn cứ của hắn. Khi biết được vị trí, hai người lập tức sắp xếp trang bị hùng hổ đi báo thù. Chuyển cảnh khác, một chiếc flycam đi vào bên trong nhà máy dưới sự điều khiển của Mehdi. Flycam bay đến một đường ống. Tiếng nổ vang lên, cả nhà máy trở nên hỗn loạn. Mehdi và Tony trang bị vũ khí xông tới, nã súng liên tục vào băng đảng xã hội đen. Mặc dù đối phương có nhiều người nhưng không có gì có thể làm khó Mehdi và Tony có kinh nghiệm tác chiến nhiều năm, bọn họ nhanh chóng giải quyết một đám tép diêu. Ở đây Mehdi tìm được chủ thuê đã bán đứng họ, đối phương vô cùng hối lỗi vì những chuyện xảy ra với nhà của Mehdi, còn nói mình chỉ muốn báo thù, nhưng vì đang mang thai nên không muốn tạo nghiệp mới thuê ông trùm xã hội đen Chris giết chết Hassan. Không ngờ rằng ông trùm lão đại từng có mâu thuẫn với Mehdi nên mới xảy ra hàng loạt chuyện sau này, cuối cùng ông vẫn tha mạng cho người phụ nữ đó. Nhưng khi ông trên đường đến tìm Chris bị đối phương mai phục trên người trúng vài phát đạn, Tony chỉ đành từ bỏ việc truy sát đưa Mehdi đến bệnh viện cấp cứu, sau đó cùng Liana rời đi. Bên này Chris chạy thoát thân chuẩn bị đưa vợ và con rời khỏi nơi này, hắn ra lệnh cho bảo vệ đi lái xe đến. Người tới chính là Tony và Liana, bọn họ bắt bảo vệ đi lùi vào trong nhà, bên trong là gia đình của Chris. Nhưng hai người không giết người trước mặt trẻ con mà để cho đồng đội cướp mất chứng cứ phạm tội của Chris, sau đó thông báo cho cảnh sát đến bắt người để tên trùm xã hội đen độc ác này hứng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi hai người rời đi, Liana cầm súng đi vào trong bệnh viện đang cấp cứu cho Mehdi, nói với ông ấy rằng chúng ta phải rời khỏi đây. Trải qua 2 tháng điều trị, Mehdi lại tiếp tục bước lên con đường báo thù. Sau khi biết được vị trí của Chris, Mehdi lập tức chuẩn bị ra tay. Quoi qu'il arrive, tu te concentres sur les diamants. C'est notre ticket de sortie. Ok? Ok. On y va. Sau đó ba người xông vào nơi giao dịch kim cương, bảo vệ ở ngoài cửa lập tức bị họ khống chế. Tiếp đến họ xông vào phòng khách, hỏa lực mạnh mẽ khiến họ nhanh chóng khống chế được hiện trường. Nhưng vào lúc cả nhóm đang nhặt kim cương bỏ vào túi, một người đàn ông lấy được súng từ chỗ bảo vệ. Phản ứng của Mehdi cực nhanh, lập tức nổ súng giết chết hắn. Chris nằm ở góc nhà nhìn thấy cảnh này lập tức đứng dậy định chạy thoát thân. Đương nhiên Mehdi sẽ không tha cho hắn, bởi vì nhiệm vụ lần này ngoại trừ cướp kim cương còn phải giết chết Chris. Mọi người đi trước, lát nữa tôi sẽ theo sau. Ông đuổi theo ra ngoài nơi giao dịch, nổ súng bắn vào chân Chris rồi lại thêm một phát nữa. Hôm nay cho dù là thiên đế hạ phàm, ông cũng phải báo thù cho em gái và những đồng đội đã chết. Chris cố gắng cầu xin tha mạng nhưng chẳng ích gì, chỉ có tính mạng của kẻ thù mới có thể giảm bớt nỗi căm hận trong lòng. Sau đó ông vội vàng rời khỏi hiện trường gây án đến họp mặt với Tony và Liana. Một chiếc xe cảnh sát chặn đường chạy thoát thân của bọn họ, Tony lấy súng ra bắn liên tục, hỏa lực mạnh mẽ khiến cảnh sát không dám đến gần. Mehdi nhân cơ hội chạy trốn. Quay về căn cứ, cả nhóm tiêu hủy toàn bộ công cụ gây án và chiếc xe hơi mà lô kim cương có giá 5 triệu euro này đã được họ hẹn với người mua 4 ngày nữa tiến hành giao dịch. Đến lúc đó họ sẽ có thể rửa tay gác kiếm, có thể tự do tài chính. Nhưng bọn họ không thể nào ngờ rằng hành động của họ ngày hôm nay đã gây ra họa tay trời. Người đàn ông bị bắn ở giao dịch kia không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, mà là con trai độc nhất của trùm xã hội đen ở Nam Mỹ, Los Angeles, thường được gọi là bố già. Lúc này anh ta đang nằm trong bệnh viện, bố già biết tin con trai mình bị bắn lập tức phái trợ thủ đắc lực là Ameda điều tra rõ chuyện này, đồng thời hạ lệnh phải xử lý sạch sẽ những người có liên quan. Đương nhiên Ameda đến đây cũng có mục đích riêng, do Chris bị Mehdi giết chết, bên này thiếu người quản lý nên hắn bắt buộc phải tìm một đối tượng mới để hợp tác. Có thêm sự gia nhập của băng đảng xã hội đen ở Nam Mỹ, thành phố này sẽ phải hứng chịu phong ba như thế nào. No les daré ni un día más para encontrar los atracadores que jodieron al hijo del viejo. Andacones. Bên này Mehdi và cô bạn gái luật sư đang chờ người mua, chỉ cần hoàn thành giao dịch bọn họ sẽ có thể sớm nghỉ hưu. Nhưng vẫn chưa chờ được người mua thì một đám lính quèn cầm súng ập đến. Bọn chúng thấy người là giết, nhân viên làm việc ở đây đâu phải đối thủ của chúng. Mehdi nghe thấy tiếng súng vội vàng bảo vệ bạn gái trốn vào trong phòng họp, còn ông ra ngoài tìm kiếm sát thủ. Nhưng ông vẫn chưa tìm thấy sát thủ thì đối phương đã nhìn thấy bạn gái của ông. Ông biết nơi này không tiện ở lâu, bèn vội vàng rời đi từ cửa sau của công ty. Tối hôm đó, Mehdi đưa Liana rút lui bằng đường thủy. Kết quả một giây sau, Liana bị nổ văng xuống biển, cả chiếc thuyền bốc cháy. Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sát thủ mới ngừng bắn. Hai người may mắn thoát được một kiếp. Nhưng Mehdi vẫn chưa hiểu gì, ông bị ám sát nguyên một ngày vẫn chưa biết đối phương là ai. Dường như cùng lúc đó, Jabli, đối tác được bố già chọn từ trước, cũng bị ám sát.
Ngoài ra, Ameda đã thay lòng đổi dạ để từng bước triệt tiêu thế lực của bố già. Hắn quyết định giết chết Jabli, sau đó giới thiệu cánh tay đắc lực của mình trở thành người phụ trách việc buôn bán cho bang phái. Chỉ có điều Jabli cũng được coi là lão đại của một khu vực. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, anh phản ứng rất nhanh, chỉ vài chiêu đã tiêu diệt xong một tên. Sau đó anh xuống dưới tầng 1 nhìn thấy bóng người ngoài cửa, Jabli lập tức xông ra bắn vào chân hắn rồi cướp lấy AK-47 hạ gục đối thủ. Vẫn chưa đợi anh ngồi thở, vừa quay đầu đã nhìn thấy người thân của mình bị sát thủ bắt làm con tin. Đến cơ hội đàm phán cũng không có, sát thủ dứt khoát nổ súng, dám đánh đến tận nhà mình. Lần này Jabli thực sự đã bị chọc giận. Anh gọi em họ và luật sư đến ngay trong đêm. Em họ nói với Jabli để rất giống cách làm của băng đảng xã hội đen ở Nam Mỹ Los Soles. Nhưng Jabli không sao hiểu được bọn họ chủ động đến tìm anh hợp tác, tại sao lại ở đằng sau cho người ám sát anh. Luật sư khuyên Jabli rời khỏi nơi này, bọn họ không thể nào đối đầu Los Soles. Nhưng Jabli không can tâm, để báo thù cho người nhà, anh giao cho em họ một nhiệm vụ. Em đi tìm người của Los Soles, nói với họ là anh muốn đàm phán, chỉ cần họ chịu tha cho anh. Nhưng suy nghĩ thật sự của Jabli là muốn tìm cơ hội để xử lý Los Soles. Nào ngờ em họ của Jabli vừa đến địa bàn của Los Soles liền bị bắt. Là người có quyền lực thứ hai trong Los Soles, Ameda vừa nhìn đã nhận ra âm mưu của anh em Jabli. Rõ ràng là hai người muốn lừa Ameda đàm phán, sau đó nhân cơ hội báo thù cho người nhà của mình. Hắn cho em họ của Jabli hai sự lựa chọn. Bây giờ cậu tự quyết định, chết vì anh họ cậu hay làm việc cho tôi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Em họ của Jabli vì tính mạng của mình nên khi quay về, nhân lúc Jabli không chú ý đã cho anh họ mình vài phát. Nhưng do anh quá tự tin với khả năng bắn súng của mình không thèm kiểm tra, nên khi em họ Jabli rời đi, Jabli ngồi dậy, may mà có áo chống đạn cứu Jabli một mạng. Nhưng liên tục bị phản bội và truy sát khiến Jabli mất hết kiên nhẫn. Ngày hôm sau, anh ở bãi đỗ xe chờ em họ, nhưng hành động ám sát của Los Soles vẫn chưa kết thúc. Ameda lợi dụng thân phận và công tố viên để điều tra rõ ngọn nguồn thân phận của Mehdi và Liana. Trong đó có một người tên là Modi vô cùng đáng ngờ. Hắn đoán có lẽ hai người kia đang trốn ở nhà của Modi. Sau đó để một tên đàn em mở cửa ra, hai người vừa đi vào hành lang liền phát hiện ra mục tiêu Modi. May mà có cô gái đứng trước chắn đạn cho anh. Modi lập tức chạy mất. Chưa chạy được bao xa đã bị bắn trúng chân, anh vội vàng trốn vào sau đống thùng giấy nhìn sát thủ càng ngày càng đến gần. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mehdi kịp thời đi đến, một tên sát thủ bị giết ngay tại chỗ. Một tên khác tự biết lượng sức mình vội chạy thoát thân, Mehdi cứu được Modi, Liana lái xe đến đón hai người. Những người bên cạnh mình liên tục bị ám sát khiến Mehdi nhớ đến một người. Cả thành phố này người có thù oán với ông nhiều nhất cũng chỉ có người đó thôi. Thế là Mehdi lập tức đến tìm Jabli, hỏi hắn tại sao lại phái sát thủ giết mình. Nhưng điều khiến Mehdi không ngờ tới là Jabli cũng là người bị hại. Sophia est morte. Et ceux qui l'ont tué, c'est les mêmes qui ont essayé de te tuer. Quoi tu parles? Le cartel de Los Soles, tu connais? C'est des Vénézuéliens. Sau khi nói chuyện, Mehdi mới biết mình đã bắn bị thương con trai độc nhất của ông trùm Los Soles, nên mới bị đối phương báo thù. Jabli cho rằng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chúng ta có thể bắt tay nhau đối phó Los Soles. Nhưng Mehdi nói rằng mình chỉ là một tên trộm, ông sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa những thế lực xã hội đen. Nhưng ông vừa rời đi thì đồng đội Tony gọi điện thoại đến nói với ông số kim cương trước kia cướp được đã tìm được người mua, 8 giờ tối nay giao dịch ở chỗ cũ. Đối với đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử, Mehdi không có chút nghi ngờ nào. Nhưng ông không biết rằng tất cả những thứ này là âm mưu của cảnh sát, vì muốn Tony thỏa hiệp bọn họ lấy người nhà của ông. Nếu ông không phối hợp, vợ của ông sẽ phải ngồi tù, đến lúc đó con ông chỉ có thể đưa vào trại trẻ mồ côi. Tối hôm đó, đúng như đã hẹn, Mehdi đến ga tàu điện ngầm, kim cương được Liana mang theo người. Hai người vừa gặp mặt, Tony cúi xuống giả vờ như thắt dây dày. Không có người mua nào cả, trên lầu toàn là cảnh sát. Chuyện gì thế? Người nhà tôi đang nằm trong tay họ. Ngay đến đây, Mehdi lập tức gọi điện thoại cho Liana bảo cô mau mang theo kim cương chạy thoát thân. Còn ông và Tony sẽ chạy ra ngoài ga tàu điện ngầm tiện tay bắt một người đi đường làm con tin sau đó trốn thoát. Ba người quay về căn cứ, cảnh sát trưởng Herman lập tức gọi điện thoại cho Tony. Mehdi cầm lấy điện thoại nói ông sẽ đi tự thú. Nhưng Herman phải tha cho Tony và gia đình Tony, đồng thời phải cho ông thêm một khoảng thời gian để giải quyết chuyện Los Soles, truy sát gia đình và bạn bè của ông. Sau khi tắt điện thoại, ông lập tức đến nhà của Jabli. Mehdi quyết định hợp tác với anh ta bởi vì nếu đấu bằng thực lực chắc chắn ông sẽ đấu không lại. Nhưng ông phải dùng cách của mình để đánh cho Los Soles một đòn, dùng việc đó để đạt được mục đích dùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh. Jabli nhận được tình báo một ngày sau Los Soles sẽ có một tấn ma túy được vận chuyển đến cửa cảng. Anh ta bắt tay với băng đảng xã hội đen ở địa phương, chia quân ra. Jabli phụ trách cướp một tấn ma túy vừa được vận chuyển đến cảng. Liana và bản thân của cô sẽ sử dụng mỹ nhân kế với người phụ trách quản lý cửa cảng. Mehdi và Tony sẽ đột nhập vào căn cứ của bọn chúng cướp kho chứa số tiền bẩn mà chúng kiếm được. Một tên tép diêu rảnh rỗi chơi với lửa không biết rằng đại nạn của hắn sắp đến gần. Giải quyết xong lính canh, hai người tiếp tục đi vào bên trong kho. Cuộc chiến giữa những tên cướp chuyên nghiệp và băng đảng buôn bán ma túy chính thức bắt đầu.
Hai người xuất thân là lính đặc chủng nên chẳng mấy chốc đã giết sạch những tên lính canh. Mady thuận lợi tìm được kho đựng tiền, nhưng ngay sau đó một con cá lọt lưới đã nổ súng hạ cục ông. May mà có áo giáp chống đạn cứu ông một mạng, tên tép diều này còn định đi đến bắn thêm vài phát nữa thì bị Tony bắn nát đầu. May mà cả hai không bị sao cả. Bên phía Lyanna cũng khá thuận lợi, quản lý cấp cao của Los Solet đã bị bọn họ trói lại và đưa đi. Nhưng bên phía Jubilee lại không làm theo kế hoạch. Để báo thù Los Solet, anh ta đã báo cho cảnh sát hải quan biết tin của số ma túy này triệt để phá hủy lô hàng, kéo theo thế lực buôn bán ma túy và nhóm Mady đánh với nhau một mất một còn. Mady vừa nhìn đã nhận ra ý đồ của Jubilee. Ông chỉ muốn dùng chuyện này để đe dọa Los Solet, từ đó đổi lấy hòa bình, bảo vệ người thân và bạn bè. Kết quả Jubilee làm như thế này, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Mady không thể không khai chiến với Los Solet. Bên này Almeida biết tin tiền bị cướp, hàng ở cửa hàng cũng bị hải quan tịch thu, hắn lập tức đoán ra chuyện này là do Jubilee và Mady làm. Đám rác rưởi đó sẽ phải trả giá cho chuyện này. Bên này Mady vì sự an toàn của bạn bè và người nhà nên gửi hình của con tin và số tiền mới cướp được cho Almeida và hẹn hắn gặp mặt ở một nơi an toàn. Mady nói với hắn rằng ông sẽ cướp lại lô hàng từ tay hải quan, tiền đề là Almeida phải đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè của ông. Nhưng có vẻ như Almeida hứng thú với Mady hơn. Hắn thích người vừa thông minh vừa có năng lực nên đưa ra lời mời Mady về làm việc cho hắn để đảm bảo việc làm ăn của hắn không bị các băng đảng xã hội đen khác phá hoại. En échange, je garantis l'immunité pour tes proches avec la police. Je vais réfléchir. Nhưng trước khi đi, Almeida nói với Mady, tiền đề của những chuyện này là ông phải cướp lại lô hàng từ tay hải quan, nếu không tôi sẽ phá hủy mọi thứ ở đây. Cùng lúc đó, đàn em của Almeida đến gặp người của Jubilee, còn cho anh ta xem một đoạn video ghi hình trực tiếp. Khi thấy người nhà của cấp dưới bị giết sạch, Jubilee đứng hình một hồi lâu. Anh ta vội vàng chạy về nhà mình, nhìn thấy vợ và con vẫn an toàn mới an tâm. Đồng thời anh ta cũng nhận ra mình có nhà, có gia đình, muốn chơi cá chết lưới rách chắc chắn đối phương sẽ không chịu buông tha cho gia đình của mình. Để đổi lấy hòa bình, anh lập tức đến tìm Mady. Jubilee thông qua thông tin nội bộ biết được rằng mỗi lần hải quan bắt được hàng cấm sẽ cho vào xe chở rác đưa đến lò đốt để tiêu hủy. Do quá trình này được xử lý kín nên có rất ít cảnh sát canh phòng, điều này cũng tạo ra cho bọn họ một cơ hội tốt hiếm gặp. Vào tối trước hôm hành động, Mady dùng máy bay không người lái quan sát cấu tạo bên trong lò đốt. Lyanna sẽ lẻn vào trong bãi đỗ xe trộm một chiếc xe chở rác. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ dùng xe vận chuyển rác để yểm hộ đi vào trong lò đốt. Nhân viên trong lò đốt không hề có chút đề phòng, lập tức bị khống chế. Rất rõ ràng là bọn họ không thể ngờ rằng có người cướp chỗ này, bởi vì người ngoài chỉ biết đây là nơi đốt rác thải. Sau đó, Mady hiên ngang đi vào bên trong, cho đến khi họ vào gần tới lò đốt mới bị cản lại. Với khả năng bắn súng vô cùng chuẩn xác của cả nhóm, rất nhanh đã giải quyết được những tên lính canh gác ở đây. Lúc này tiếng chuông cảnh báo vang lên, họ vội vàng đóng gói số ma túy, tất cả mọi thứ được tiến hành thuận lợi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, tài xế nổi lòng tham. Vì để một mình nuốt trọn lô ma túy này, hắn nhốt Mady và Lyanna trong lò đốt. Trước khi đi còn mở công tắc khởi động lò. May mà Jubilee kịp thời phát hiện có chuyện đến cứu hai người ra ngoài. Nhưng một tấn ma túy đó cũng bị tài xế đưa đi mất, không rõ đang ở đâu. Lúc cả nhóm đuổi theo ra ngoài, cảnh sát cũng vừa kịp đến hiện trường, bọn họ không nhiều lời trực tiếp nổ súng, dùng hỏa lực mạnh mẽ để áp chế khiến cả nhóm thành công rời khỏi đây. Cùng lúc đó, tài xế đem lô hàng này đến xưởng sửa chữa xe hơi của bạn mình, đây là nơi chuyên môn tẩu tán hàng cấm cho đám côn đồ. Nhưng đối mặt với một tấn ma túy, ông chủ cũng không biết phải làm sao. Ông chủ lập tức giết chết tài xế, bởi vì nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, ông ta sẽ gặp phải họa sát thân. Bên này, nhóm Mady quay về căn cứ dùng công nghệ hiện đại để xác định được vị trí của tài xế. Ngoài ra, bọn họ có chuẩn bị từ trước, lắp máy định vị dưới gầm xe chở rác. Sau khi xác định được vị trí, nhóm Mady cầm vũ khí đến xưởng sửa chữa ô tô. Lô hàng này đối với họ vô cùng quan trọng, nó liên quan đến tính mạng của cả nhà Tony. Mặc dù gia đình của Tony có cảnh sát bảo vệ, nhưng Almeida lăn lộn trong cả giới cảnh sát và xã hội đen. Hắn đã sớm ra lệnh, chỉ cần đến thời gian đã hẹn trước không nhìn thấy lô hàng, hắn sẽ giết chết cả nhà Tony. Rất nhanh, ba người nhóm Mady lần theo định vị đến xưởng sửa xe ô tô. Hai bên quyết chiến một trận kịch liệt vì tranh giành lô hàng này. Nhưng một nhóm lính tép diêu sao có thể đấu lại lính đặc chủng đã xuất ngũ. Tiếp theo, nhóm Mady giành chiến thắng áp đảo, nhưng bọn họ vẫn sơ ý. Ông chủ xưởng còn chút hơi thở cuối cùng đã ném ra một quả lựu đạn khiến một tấn ma túy nổ tung. Lần này phiền phức lớn rồi, không lấy lại được lô hàng chắc chắn Almeida sẽ ra tay với gia đình Tony. Tony vội vàng gọi điện thoại cho Herman, nhờ bà tăng thêm người bảo vệ gia đình mình, còn nói cho bà biết công tố viên Almeida chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhưng Herman không còn tin tưởng Tony nữa, không chịu phái thêm người đến bảo vệ người nhà ông.
Không còn cách nào khác, Tony đến gặp luật sư hỏi thăm về căn nhà an toàn nơi người nhà ông đang bị giam lỏng. Nhưng khi bọn họ đến nơi không hề nhìn thấy cảnh sát ở xung quanh bảo vệ gia đình Tony. Phát hiện ra có chuyện chẳng lành, họ lập tức tiến hành tìm kiếm. Quả nhiên Mady tìm được thi thể của một cảnh sát trong căn phòng không khóa và người nhà của Tony. Khi Tony đi đến, Mady vội vàng chặn ông ở ngoài cửa, không muốn ông nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở bên trong. Tony không dám tin, ông trực tiếp xông vào bên trong. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng, ông đau đớn, ông gục ngã. Tony đuổi Mady ra ngoài, ông muốn ở riêng với người nhà một lát, nhưng sau khi Mady rời đi, tiếng súng vang lên, người đồng đội cuối cùng cũng rời Mady mà đi. Để báo thù cho gia đình của Tony, ông thề phải bắt hung thủ trả giá bằng máu. Cùng lúc đó, Ameda giết chết gia đình Tony do một tấn hàng bị hủy nên sự ủng hộ của hắn ở trong bang phái nhất định sẽ bị giảm xuống. Do đó, hắn đã làm thì làm cho tới, hắn liền đến bệnh viện giết chết con trai của bố già, sau đó chế tạo thành Jebli báo thù. Con trai độc nhất bị giết, bố già trực tiếp bay đến tận nơi đồng thời dùng biện pháp mạnh để khống chế gia đình của Jebli. Bên này Jebli nhận được video nhìn thấy người nhà bị đe dọa, anh ta lập tức quay trở về biệt thự. Bố già hỏi anh ta, rõ ràng mày có thể bắn chết nó, nhưng mày đã cắt đứt cổ họng của con trai tao, giống như giết một con lợn, tại sao? Nhưng Jebli không biết bố già đang nói gì, anh còn không biết đến chuyện này, nếu tiếp tục nói chuyện chắc chắn sẽ bị lộ. Cô nàng bảo vệ bên cạnh lập tức bắn chết người của bố già nắm quyền khống chế. Những kẻ xấu thường chết do lắm mồm, cô cứ tưởng kết cục đã định sẵn không thể thay đổi, bèn nói ra mưu đồ muốn gián vị của Ameda, kết quả bị vợ của Jebli ở phía sau bắn chết. Jebli vội vàng lên lầu giết chết tên sát thủ còn lại, may mà cả nhà 4 người vẫn an toàn. Nhưng Jebli không ra tay giết chết bố già bởi vì đây là cơ hội tốt nhất giúp anh ta gây dựng lại thế lực. Bên này Ameda gọi điện thoại cho núi sát thủ, liền nghe thấy giọng của bố già, hắn lập tức nhận ra mình đã bị lộ. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị chạy thoát thân thì cảnh sát ập đến bắt ngay tại chỗ. Hóa ra sau khi gia đình Tony chết, Herman mới nhận ra Ameda mới là kẻ đứng sau chuyện này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bên này bố già nhờ Jebli truyền tin chỉ cần Mady giết chết Ameda thì ông và Liana có thể dùng chuyên cơ của bố già đi đến bất cứ nơi đâu. Từ đó về sau không còn bị cảnh sát quấy rầy nữa. Vì anh em cũng vì tự do hôm nay, Mady phải khiến cho hung thủ chết không có chỗ chôn. Ông ôm lấy gối đạp chân ga lao vào chiếc xe đậu bên đường. Gần đó xảy ra tai nạn, cảnh sát lập tức đi ra ngoài xem tình hình. Mady nhân lúc đồn cảnh sát không có ai đột nhập vào trong. Mục tiêu của ông chính là Ameda, người đã giết chết gia đình Tony. Nhưng đúng vào lúc này, đàn em của Ameda nhân lúc hỗn loạn đánh bị thương một viên cảnh sát, lấy chìa khóa mở còng tay. Hắn nhanh chóng tìm đến chỗ của Ameda. Lúc này cảnh sát ở bên ngoài vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bên này Mady vì không đánh rắn động cỏ liền cầm lấy một bình cứu hỏa phun khắp nơi. Chỉ vài chiêu đã hạ gục một người. Phía trước lại xuất hiện một người đô con. Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Sau một hồi đánh nhau, Mady lại dùng bình cứu hỏa để hạ gục đối phương. Sau đó ông đi từng phòng để tìm Ameda. Nào ngờ cảnh sát trưởng Herman về đồn trước. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Mady đánh cảnh sát. Đúng lúc ông không biết phải làm sao thì đàn em của Ameda đi ngang qua, tiện tay bắn chết Herman. Dưới sự yểm hộ của đàn em, Ameda thuận lợi rời khỏi đồn cảnh sát. Liana ở bên ngoài cầm súng đe dọa hắn, không được động đậy. Nhưng Ameda biết cô chưa từng giết người, hắn chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái, rồi ngồi lên xe chạy mất. Sau khi Mady ra ngoài liền gọi điện thoại cho Jebli, tôi thất bại rồi, hắn đã chạy mất. Bây giờ cả xã hội đen và cảnh sát đang bắt hắn, hắn có thể đi đâu được. Jebli nhớ ra máy bay riêng của hắn, nếu Ameda muốn chạy chỉ có thể dùng máy bay riêng để đi. Sau khi hỏi vị trí của máy bay, Mady lập tức lên đường đến đó. Lúc này Ameda đã lên máy bay chuẩn bị chạy trốn. Vào thời khắc mấu chốt, Mady đạp chân ga, húc bay đàn em của hắn vào trong nơi đỗ máy bay chĩa súng vào nhóm phi công. Nhưng Mady vào trong máy bay thì Ameda đã biến mất. Ông biết đối phương chưa chạy được đi xa, bèn đi xung quanh nơi đỗ sân bay tìm kiếm Ameda. Nhưng khi Mady vừa quay đầu lại, Ameda đã chĩa súng vào người ông. Khi Mady sắp bị bắn chết, may mà Liana lấy hết can đảm nổ súng. Ameda từng là người có chức có quyền trong cả giới xã hội đen và cảnh sát cứ như vậy nhận trai đắng. Mady yêu cầu nhóm phi công khởi động máy bay, cuối cùng ông mang theo khoản tiền khổng lồ của Ameda rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cùng với Liana. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Vùng đất đạo tặc. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim này được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!